Ba con giáp được phúc tinh chiếu mệnh, từ giờ đến cuối năm chắc chắn cơ hội đổi đời, tiền tự tìm đến cửa. Xin chào quý anh chị và các bạn, rất vui mừng chúng ta lại được gặp nhau trong video tiếp theo trên kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe, chúc quý anh chị thành công trong cuộc sống. Quý vị thân mến, trong video tiếp theo của ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn ba con giáp được phúc tinh chiếu mệnh và từ giờ đến cuối năm chắc chắn sẽ có cái cơ hội đổi đời, tiền tự tìm đến cửa. Đây là những cái con giáp mà rất may mắn trong cái năm 2020 này gặp hung hóa cát, thời gian tới thì vượng vận tài lộc. Vậy thì đó là những con giáp nào và vì sao mà những con giáp này lại may mắn đến như vậy? Và bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với những con giáp may mắn này. Thứ nhất, đấy là tuổi Tý. Đây là con giáp được xếp hạng tốt nhất về cái độ may mắn tài lộc trong cái năm Canh Tý 2020. Đa số những người cầm tinh con giáp này đều có thể thu hoạch tích lũy của cải, cũng như có cái cơ hội thăng tiến trong tương lai. Tuy nhiên thì không phải ai cũng thành công và trở nên giàu có, công thành danh toại chỉ nhờ vào bán mạnh. Quá trình nỗ lực, kiên trì phấn đấu, nắm bắt cơ hội mới quyết định được cái việc con giáp này có đổi đời được hay không. Và thứ hai, đấy là người tuổi Sửu. Tuổi Sửu vốn chất phác, lương thiện, sống chan hòa với những người xung quanh nên được xem là một con giáp rất thích hợp để phát tài. Người tuổi Sửu có cái xu hướng là kiếm tiền từng bước một, không vội vàng, nhưng bước đến đâu là chắc đến đó. Nhờ cái bản tính cần cù, không ngừng nỗ lực, năm 2020, con giáp này sẽ gặp được không ít cái thành tựu. Đây là một trong những cái năm thuận lợi, dũng dính tiền bạc với con giáp này, thu nhập sẽ không ngừng tăng lên. Và thứ ba, đấy là tuổi Dậu. Người tuổi Dậu vốn thông minh, tinh anh, nên là trong cuộc sống, họ có thể nghĩ ra rất nhiều cách để kiếm tiền. Tuy nhiên thì đôi khi tài vận không như ý dẫn đến cái việc mà thu nhập chưa thể đạt được như mong muốn. Và cái năm 2020 này đối với người tuổi Dậu được xem là hanh thông về tài vận, thu nhập của con giáp này sẽ có cải thiện khiến nhiều người phải ngước nhìn. Tuy nhiên thì dù đầu tư hay là làm việc lớn gì, tuổi Dậu cũng cần chú ý bám sát thực tế, có thể đi chậm nhưng phải chắc, đừng vì cái lợi trước mắt mà bỏ qua cái cơ hội phát tài lâu dài, bền vững. Vâng, quý anh chị thân mến, trên đây đấy là ba con giáp được phúc tinh chiếu mệnh, từ giờ đến cuối năm chắc chắn cơ hội đổi đời, tiền tự tìm đến cửa. Và đây chính là những cái con giáp mà rất may mắn trong cái năm 2020 này gặp hung hóa cát, tài vận dồi dào. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn, thắc mắc hay là muốn tư vấn riêng về tuổi của mình thì quý anh chị hãy vui lòng ghi rõ rồi để lại cái lời bình luận bên dưới của video. Và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng xin chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.